Chào các bác. Ok, nay em tập trung trả đơn cho các khách. Cộng với việc em chiều đi bãi cũng có tí việc. Nói chung em quay một vòng cho mấy bác xem nhé. Rồi bác nào không thì mấy bác lại không có gì xem lại buồn. Ok. Đi một vòng từ ngoài ra trong nè. Hàng ngập tràn. Cái trục jack to to em bán rồi nha, còn trục jack chạy nhỏ nè. Trục jack nhỏ. À, nhân tiện đây thì một số khách xin liên hệ lại giúp em nha. Bây giờ không xác định được cho nên em không có giao hàng được. Đấy, cho nên bữa nay em không có giới thiệu nhiều, nói chung là đi lướt lướt thôi. Với lại là nhờ một số khách á là liên hệ lại em. Đơn này anh chịu khó đợi nha, chiều nay em làm luôn. Bữa nay nhất quyết phải là giao hết đơn. Đấy, đơn anh này cũng là đơn gần lớn mấy món à. Một khách mua cái này nè, chuyển khoản rồi, liên hệ lại em, không có gửi thông tin gì thì em không biết đường đâu mà em trả hàng nha. Khách này cũng vậy nè, mua cái quạt thổi siêu tốc. Liên hệ lại em nha. Còn một cục này có một khách thật sự cần nhưng mà không cọc thì thôi em bán cho một khách kia nha. Em bán cho họ lấy hết luôn nha. Đấy. Lô này thì quay xong clip em sẽ làm một cái video test cái này trước. Tại vì rất là nhiều khách cái con mắt xong á em đã xài rất là lâu rồi. Thì nó đơn giản thôi các bác. Đây có hai đường này. Cứ cộng trừ là chạy thôi nhé. Cái này gần như là hết hàng nha. Còn vài cái, một hai cái, ba cái gì để mà em chưa đếm kỹ nha. Bắt xong gần như là hết hàng á. Khách lấy 4 cái, khách lấy 5 cái, khách lấy này của Germany nha. Mắt xong của Germany nha. Trước thì em cứ tưởng là USA. Tưởng là của Mỹ nha. Đây thì còn một vài cái mắt xong thôi. Bán giá hữu nghị. Khách lấy 4 cái, 6 cái, 8 cái. Đấy, cái xanh này thì lạ lạ này. Nhưng mà nhìn cái phần hộp số thì rất là ngon. Nhông thép. Cái này nhông hành tinh này là 3-4 tầng. Tầng càng nhiều lực kéo càng khỏe các bác. Nhưng mà ngược lại thì cái tua nó càng chậm. Đấy, đơn bác này bác nào báo lại hộ em cái không thì em... Những đơn nào mà khách cọc rồi ấy, em luôn luôn xử lý nhanh gọn lẹ. Còn những bác mà chốt mà không cọc ấy, hay là thôi nhỉ, thôi chuyển sang những bác nào chốt không cọc thì em chốt cho những khách cọc hoặc siêu tốc chạy 3 giây 3 pha. Đấy, về không đấu được thì tháo ra lấy cái cụm động cơ không cũng ngon, 200k. Lấy cái cụm này chạy như máy bay phản lực. Đấy, bác này chốt không cọc không gì cả, thôi em bán cho khách khác nha. Đúng rồi đấy, chứ để hoài kho em thì cần dọn dẹp. Đấy, cái này khách nào cọc thì em ưu tiên thôi, chứ đây em ưu tiên cái kiểu như này nè. Em ưu tiên là ưu tiên cho những khách mà nói trước. Đấy, khách nào bảo để tôi, để anh nha, để bác nha, là em để. Đấy, rồi em nhờ cọc. Mà không cọc thì thôi em để cho khách khác nha. Đấy, khách này cũng không cọc nè. Em soạn ra em giao tất cho nó nhanh. Cái này một khách. Tháng tư cũng còn một ít đấy. Bạn nào lấy thì em để rẻ. Cái này đợi IC về thì em sẽ làm cho khách. Cái này khách hôm qua chọn. Hàng này hàng mới tinh chưa xài nha, rất là hiếm hàng. Đa phần là hàng cũ hết, nhưng mà hàng này thì mới. Cái này thì em đã bán rồi nha, một khách anh một chú đã cọc rồi nha. Thì em đợi sang tuần cháu làm nha, ráp IC test rồi cháu có giao nha. Còn một cái này lúc sáng có một anh khách, hai anh khách hỏi gì đấy, nếu mà mua thì cọc cho giùm em nha, không cọc thì em ưu tiên bán khách cọc nha. Còn bộ đồ quạt thì hôm qua em kia có một anh hỏi lấy á. Không lấy thì em bán cho khách cọc nè. Này hàng bảo hành 6 tháng nè.
còn một bộ thôi. Còn những bộ này em bán là thu vốn các bác, 300k thôi ấy. Bác thấy sensor à? Chỉ ba con sensor này thôi là các bác đã thu vốn rồi nha. Đây một con, đây một con, và trong chợ đâu đâu trong đây một con nữa đấy. Mà bảo em bao ship thì thôi em chịu. Ok, sang đây, đây chuẩn bị trả cái đơn này luôn. Bác nào đơn này thì chịu khó đợi nha, em đặt cái tủ rồi. Tủ các bác biết không, chạy ra chợ mua nó không có ngon. Em phải đặt đúng chỗ quen ấy, tủ xịn ấy thì xài mới ok, cho nên là chịu khó đợi. Chứ bây giờ cần gấp thì em giao về tự đấu tủ nha. Tủ thì em chỉ thôi. Cái này hôm qua một hai bác hỏi mà em quên bác nào. Mua cọc của em nha. Hai cái bơm của Mỹ đã bán rồi nha, hai cái bơm của Mỹ đã bán. Đây cái cục này cũng có một khách nói lấy gì đấy mà thôi tí em tìm lại em giao luôn nha, chứ để nhiều bác hỏi quá tìm giao luôn. Ok, một số đồ điện 220. À, hôm qua có một bác hỏi mấy con đít tròn tròn nha. Mấy con Panasonic áp 63V 100W 3 cái 600k bao ship. Bác nào bác đấy mà ngày nay nếu mà không cọc thì em bán cho khách khác nha. Mấy con áp thấp như vậy là cực hiếm. Hàng Japan Panasonic cốt quay êm ngon, nó sượng là sượng từ cốt quay êm ấy. Đi một vòng hai cái khoang hôm qua đã bán. Nhiều khi có mấy khách không có gì xem thì em cũng buồn ấy. Quạt tất hai này bác nào lấy từ 2 cái trở lên thì bao ship nha, cứ 100k một cái. Này chạy 220, cái này 24V. Còn bác nào lấy từ 3 cái thì 80k một cái nha, 80k một cái. Cái thùng này hôm nào rảnh em dọn ra quá, hôm nào rảnh dọn ra hết thanh lý. Cái động cơ tròn tròn 100W tua 3000. Mấy con Omron à, mấy con Omron áp nó thấp các bác. Omron đa phần áp cực thấp. Ở đây nó không để nhưng mà nhìn hoành tráng. Có một cái thắng nha, cái thắng con này 300 nha, 300. Alo. Anh cứ gửi hình đi, em chưa thấy. Gửi hình đi mà, dạ tôi gửi lại nó nghe. Dạ. Còn mấy con 100V áp thấp, 100V luôn, 100W. Mấy con này 150k nha. Lâu rồi có một anh khách lấy 20, anh khách Vĩnh Long lấy 22 cái. Không biết lên hệ thống gì. À đây còn sót một cái tua cao nè. Còn sót một cái tua cao, khách nào lấy mình bán rẻ rẻ luôn nha. 300k. Cái này lúc trước bán cái 450. Áp 44V VDC. Tua 2200. Maximum 6000. Đấy, mấy con này áp chạy sướng lắm. Cái hãng này hãng cũng sản xuất động cơ chổi than các bác, châu Âu. Cái này sạc vô nha. Cái này hôm nọ vừa bán xong một cái. Này lại lòi ra một cái nữa. Chạy 3 dây 3 pha nha. Dây nó thì rất là to. Cốt hai đầu. Cốt này đầu
cốt này đầu 8 này, cốt này hình như 6, cốt hai đầu. Đây sau stock đây con 300k bao ship. Mấy cái con 50W áp thấp này khách tàu cần nhiều nhiều thì bán rẻ rẻ nha. Em còn một bao, bác nào về chế quạt thì thôi rồi. Cốt bây giờ chế quạt động cơ và rút led là xưa rồi các bác, làm sạch vô luôn cho nó ngon. 50W còn nửa bao ấy, 50W áp 60V đấy, áp 60V tua 3000 đấy. Mấy con này 120k nha, không bao ship nha, không bao ship. Khách nào mua 2 con 3 con thì bao ship, chứ 1 con thì không bao ship luôn. Mà mấy con này nó nhẹ cân, ship thì cũng chẳng bao nhiêu. Mấy con này đi Hà Nội thì tầm vài chục nghìn ấy, áp 51V nha, 50W. Gửi rồi, đợi anh ơi. Sáng giờ còn bận việc, chưa test được mấy con này giao khách. Con này tụ đã nghiêm chỉnh rồi nha, chỉ cần hàng dây dài ra là test thôi. Đấy, nó 3 dây, hàng dây dài ra, có 1 dây mát. Việc nhiều quá. Con này chạy 90-110 VDC, được kéo cực khỏe, tải tầm 300-500kg. Một giảm tốc nó là 2 tầng thôi, nhưng mà nhông thì cái nào cái nấy to đùng như này to. À, con này hình như có một khách cọc, giờ không biết đâu mà mãi. Khách nào anh nhớ anh liên hệ lại hộ em cái, sao phải tìm cách. Khách nào cọc là em chụp màn hình nền lại, chụp lại có thông tin em lưu lại. À, chụp thông tin lưu lại rồi em chỉ việc mở cái hình đó lên thôi và lên đơn. À, nhưng mà sót hay sao, ví dụ như khách cọc ngay lúc mà mình đang làm đi việc hay đi đâu. 7 ký 3 tua 6500, còn một cái này tua 10k, tua 10k vòng, cái này tầm 10 nữa. Con này khách cũng cọc rồi nha, khách cũng lấy rồi. Thắng còn rất là êm, con này phải mở thắng ra 2kW. Con này ngoại hình còn rất là đẹp, vệ sinh là rất là đẹp luôn nha, vệ sinh đánh bóng lại thì rất là đẹp. Một số giảm tốc cho anh em lên, giảm tốc kẹp vô cho anh em chế taro ấy. Dự án làm hộp điều khiển taro cứ delay mãi, chưa xong, mãi vẫn không xong. Ok, cũng khá bận nhưng mà đi một vòng làm video cho anh em xem cho có việc. Tiếp tục xả tiếp nha, còn hơn nửa bao. Hết bao này thì em không lấy này nữa. 5k một cái, 60-60-25 nha. Nhiều khách em chụp cái hình này em gửi luôn, hỏi em chạy bao nhiêu vôn thì em chịu nha. Đây 24V DC. Mấy hôm nay em chặn khách nhiều lắm, trả giá quá. À, còn cái này nha, cái này khách nào biết xài thì mua, không biết xài thì thôi nha.
mua em bán rẻ 20k một cái, lấy 5 cái 100k. Mấy bác ở dưới miền quê về không biết làm cho chạy, giờ bảo gửi trả lại. Các bác biết không, cái công để em làm ấy, công để em đi gói cho các bác cái đơn hàng này ấy, nhiều khi nó còn hơn 100k nữa. Và khi mua vào động cơ này á, 40-50 nghìn ấy, bác nào nếu mà đã từng chơi qua thì sẽ biết, ở đỉnh điểm nó hang hot ấy, 40-50 nghìn đấy nha. Chế một cái đầu quạt bán gần 300 nghìn. Đầu quạt động cơ đây, cái này chế một cái đầu quạt bán không túp năng gần 300 nghìn, có túp năng năng trục 8 bán gần 400 nghìn, mà động cơ chỉ có 40-50 nghìn thôi. Em cũng nói rõ rồi, chạy qua sung clock về cứ bảo em chỉ cách đấu dây cho chạy, chạy 12 hay đấu dây cho chạy, đấu chạy kiểu gì giờ. Cái này là động cơ không chổi than, nó ba pha, nó buộc phải có một cái driver. Những con này đã có driver sẵn, nó có IC bo công suất sẵn rồi, nó chỉ cần một cái xung nhịp ấy, xung clock tức là xung nhịp ấy, nó nhịp bao nhiêu lần trên một phút, bao nhiêu lần trên một giây thì nó sẽ quy ra tốc độ của động cơ. Xung clock thì em đã nói rõ là cái NE555 ấy, lên mạng tra mua hộ em, em không có bán. Về cứ ở em bảo đấu thì, còn cái bản đấu này thì em cũng hơi bận, chứ khách nào biết rành về công nghệ hay rành về internet ấy, lên mạng tra động cơ không chổi than 24V 28W, nó ra cả trăm cả nghìn tấm ảnh, các bác cứ nhìn vào đấy rồi đấu, chỉ rõ từng giây dây nào là tên gì, chạy như thế nào. Đấy, không chỉ Việt Nam mà cả thế giới người ta đã đưa lên mạng rồi, mình chỉ tra một cái là ra toàn ấy thôi. Tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng gì thì kệ, mình cứ nhìn hình, dây này là cộng 24V, dây này là GND, rồi dây này là cái gì thì ta chỉ hết rồi, thì nhìn đấu hộ em nha. Em bán xả lỗ cho nên là không có nhiều thời gian để hướng dẫn cầm tay chỉ việc. Ok, bánh xe nhé, còn một ít bánh xe cũ, khách nào mua thì chấp nhận cũ hộ em nha, chứ về nói nó bị trầy một tí, nó bị gì thì thôi, đi lên Shopee Lazada gõ ra đánh bánh xe mới hộ em nha. Bánh xe mới còn bộ này thì em chưa từng nói, 250k các bác. 250k thực ra là lỗ luôn, có một khách mua xong rồi cọc rồi thì mới nói là 250k thì em chịu. Bộ này em đang bán 450, em giảm còn 400, em cũng không có rảnh để xem lại clip thì thôi tính luôn 250k cũng được, nhưng mà em báo lại nha, 400k chạy 30, chạy shop bao ngon. Bác nào mua được thì mua, không mua được thì không sao cả. Hàng bên em ấy, mua được thì mua, không mua được thì không sao, không vấn đề. Em cũng không có vấn đề, chứ không phải em đi năn nỉ các bác mua, cho nên là nhiều bác cứ trả tới trả lui, trả giá mà có vẻ như bác ấy rất là rảnh, trả liên tục. Những khách như vậy thì em chặn hết nè, chặn cho nhanh, có chức năng chặn thì rất là hay. Bánh xe nhỏ này còn khá mới các bạn, còn khá mới, chứ vẫn nó vẫn là hàng cũ. 100k bộ bao ship. Không có gì mới. À, hai bộ chi khí em bán hết rồi nhé, còn một bộ này thì có một anh khách đang hỏi về cả máy, cả một máy. Sao sót đây cây nhỉ? Cây này thì động cơ vẫn còn nhé, động cơ bước 42, size 42. Cây động cơ bước, cái động cơ vẫn còn thì 250 nha, không bao ship. Còn có một cây mà hôm nọ em bán 100k là nó đã hỏng động cơ rồi, động cơ không còn. Cây này là 250k, 250k là em thu vốn ấy nha. Thu vốn.
Ok, à những cái bộ này thì bên em không có thời gian để mà đấu nha các bác nha, không có được thời gian đấu, em chỉ bán như này cộng với một tờ giấy hướng dẫn sử dụng ấy, về dây gì đấu làm sao. Ba dây ba pha là ba dây to nhất, tiếp đến là cụm này là cụm heo sensor 5 dây ấy, hộp giảm tốc. Hàng này thì nhiều khi hàng xịn mà, cũng nhờ Nhật Bản có những cái lượng tồn kho như vậy, Việt Nam hay những nước lân cận có điều kiện tiếp cận những cái công nghệ như này, chế cháo vào Việt, chứ Việt Nam không biết năm nào mới sản xuất được cái này. Cái ngành công nghiệp phụ trợ các bác nó không phát triển. Bây giờ một con ốc xịn cũng phải nhập từ nước ngoài. Đấy, Việt Nam đâu sản xuất được ốc xịn. Còn ốc cũng có nhưng mà nó không đáp ứng đủ, cho nên là cái nền công nghiệp nó không có đi nhanh được. Nó chỉ đi chậm chậm thôi, nó phụ thuộc vào nước ngoài. Còn mà Nhật thì nó đã tự cung tự cấp rồi. Đấy, cái nào ra cũng xịn hết, cho nên là nó đi một cách tốc độ luôn. Đấy, cái này đi với bo này nha. Đấy, cái này bây giờ cũng phải nhập từ Trung Quốc về. Chứ Việt Nam sản xuất thì giá lại cao mà lại không được ngon. Đấy, tất cả đổ hết vào Trung Quốc. Cái em bán như vậy và tờ hướng dẫn ra cách đấu, chứ em không có thời gian nữa. Tại vì một bộ như vậy các bác bán ra lãi tầm 100k. Đấy, nhiều khi bộ to thì được 100k hơn. Mà thời gian ngồi đấu không cũng hết thời gian. Đấy, 450 cho bộ này. Bộ này, cái bo này là 350W, cho nên hầu như nó chạy được tất cả. Con to như vậy cũng chạy được luôn. Con to như vậy chạy tất. Giá nó chỉ dao động là thay đổi bởi con này thôi. Đấy, con này thì cực ngon, còn như mới. Cái này bác nào mà chịu khó vệ sinh lại chuẩn chỉ thôi, không khác gì hàng mới, xài 10-20 năm vẫn còn ngon. Cái này nó đời cao ấy, tỷ lệ 1/20 quay em ru, cốt này cốt to nhá, cốt khi tầm 18-20. Con này hôm qua em báo 500 nha, 500 với bộ này 200 nữa 700. Đấy, 700 được một bộ ngon. Về chạy cái gì cũng được, chạy xe điện cũng được, ứng dụng vào công ty, tời kéo băng truyền các kiểu, chạy ngày chạy đêm, qua năm suốt tháng không hỏng. Còn mấy con này bác nào chạy biến tần thì trên biến tần á, bác tải về cái data sheet, tải về cái data sheet hộ em chỉnh. Nếu mà bác nào không biết cài đặt biến tần thì đừng có mua. Nếu không biết cài đặt biến tần thì mình chạy bo IC xe điện đi cho nó nhanh. Còn chạy biến tần thì chỉnh hộ em nha, rất là nhiều thông số, chứ không phải cứ để mặc định như thế các bác đưa vào chạy thì nó nóng thì phải rồi. Thứ nhất tần số nó đúng chưa. Đấy, thứ hai là đã chọn 500 vĩnh cửu chưa. Em chỉ nói những thông số cơ bản thôi nha. Một, tần số. Hai, đã chọn loại động cơ đồng bộ chưa. Ba, chọn loại động cơ có 500 vĩnh cửu chưa. Bốn, chọn tần số phù hợp chưa, dòng xét dòng phù hợp chưa. Dòng xét không hợp nó nóng là phải rồi, dòng là vấn đề hàng đầu để mà gây cho nóng, dư dòng dư tải, rất là nhiều thông số các bác phải xét lại mới chạy mới ngon nghẻ chứ. Trên mạng cũng có rất, trên YouTube cũng rất là nhiều bác chỉ hướng dẫn nha. Đấy, động cơ sạc vô nói chung là có nhiều bác chỉ hướng dẫn phải xét lại tất cả các thông số, tại vì biến tần ấy nó chỉ chạy cho động cơ ba pha không đồng bộ, tức là mấy thằng này nó gần như là mặc định. Đấy, gần như là mặc định. À xin lỗi, thằng này thì một pha nha. Thằng nào nhỉ? Thằng ba pha AC.
Chứ bây giờ bác đưa động cơ đồng bộ vào chạy cái biến tần chuyên dụng cho động cơ không đồng bộ 3 pha thì nó hơi chéo ngoe. Cho nên nếu không mà cài set đặt lại, cài đặt lại thông số thì không chạy được nha. Thì khi đấy thì mua cái động cơ boy xe xe điện chạy ngon hơn, chạy nó êm hơn, không phải cài đặt nhiều, đưa vào là chạy. Ok thế nha, quay một ít clip cho các bác xem.